hai đứa mình đang ở trong một cái động, cái đó là một cái phòng, ta kêu bằng động phòng. Wait a minute. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok thì hôm nay sẽ là một video tiếp theo cho series reaction cùng bé Nhi. Như các bạn đã biết thì mình không có chuyên reaction, cho nên là cái series này nó không có ra được video thường xuyên, bởi vì mình chỉ reaction mấy cái video mà có mình tham gia trong đó thôi. Và hôm nay thì mình sẽ reaction bài nhạc chế mới nhất của Bé Nhi sẽ reaction bài nhạc chế mới nhất của bé Nhi, là bài Duy Ma Mộ Bất Sẹo, và hiện tại nó đang ở top 3 trending. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào để xem là có gì để soi không nha. Let's go. Vô hả? Dương giới. Dương giới là cái gì? Trần Giang đó bà nội. Ngựa ngựa dương giới. Anh ví dụ ban đêm anh ngủ mà anh thấy gì rồi nó kêu anh đừng sợ mà thì anh sẽ làm gì? Cái gì vậy? Anh đâu có sợ. Anh Nam. Gì vậy? Nghe tao hiệu ứng. Đừng sợ mà vì Nam có làm gì đâu ạ. Đó, ok, đẹp á. Ghê quá anh Nam ơi, để im chỗ em đi. Không, nếu là anh có sợ không? Sợ, không, đâu sợ gì đâu. Ok. Anh sợ em. Giỡn mặt, giỡn mặt. Đó thấy chưa, anh nói anh sợ em. Bây giờ nói lại câu đó đi. Anh không sợ gì mà anh sợ sao? Sợ em. Em đâu anh thôi. Sơ em đi kìa, nó kêu sơ em đi. Cái cảnh này chắc là set up mệt lắm nha. Ma này vả lắm rồi. Ừ, cái cảnh này set up chắc mệt lắm. Lấy hết tất cả các cái ngăn tủ lạnh ra để mà quay này. Khăn giấy Gatorade. Nước ngọt Gatorade. Hàng gì làm bằng giấy không biết. Thanh niên nợ nần má ơi. Đó. Ủa, vậy? Ê, tại bữa coi này rồi. Ê, tập trung được tập trung coi, tập trung đi. Hold up. Wait a minute. Anh thấy gì không? Thấy gì vậy? Thấy rồi, thấy mà. Thấy gì? Đây nè, cái đoạn này nè. Ừ, đoạn này. Không phải, phải. Hả, gì? Đây nè. Vậy hả? Ma mà để thấy bóng, khó chịu phải không? Ừ, khó chịu quá. Ma, ủa sao giải trơn vậy? À, khó chịu quá. Ừ. Nãy giờ anh nghe được một tầm gần 1/3 bài rồi. Anh biết bài này là bài gì không? Bài đố anh Duy chế bài gì? Duy ngâm. Tại vì là Duy Ma là Duy ngâm chế chứ đâu. Dễ chết. Kiến thức về âm nhạc của ông này hạn hẹp quá. Sao ông làm được cái kênh ông làm nhạc mà sao kiến thức ông hạn hẹp quá ta? Nó có chịu vậy. Bài này là bài Face của New S. Không biết bài này. Dân nhảy không biết bài này. Ủa Dương nhảy sao biết bài hát? Ủa bài này hot mà. Vậy hả? Ừ. Vậy nó không hot với Dân nhảy rồi. Ngắt vú cái tỉnh luôn. Ngắt cái cục cái tỉnh luôn. Mắt cái... mượt vậy. Mượt vậy. Nó là Dân TikTok mà. Dân TikTok à? Ừ, Dân TikTok đó. Ok. cái cảnh này đông xe đóng đạt quá à. Mọi người ơi, em gái mình đó mọi người. Wow. Ghen kìa. Phải ghen vậy. Ủa ba ghen liên quan tới mới xuất hiện chưa bao lâu trong cuộc đời ông này hết mà đã kiểu mê ông này rồi nè. Ừ, ghen kệ nói chứ. Em ghen mới sợ chứ nó ghen làm gì sợ. Ủa em ghen gì? Liên quan gì em ghen? Thì ý là vậy á. Liên quan gì trời? Cũng gì đâu. Đó, nên sao vậy đó. Đó, anh đó. Cái kiểu này mấy có mấy cái câu chèn không liên quan trong clip mà thấy khó chịu. Này, anh hiểu nè. Cái kiểu mà hả, ví dụ cái đứa khác mà nói mình ngu á, cái khen là em ngốc quá à, dễ thương quá à. Còn hãy mà người yêu mình em nói đó, ừ. Ừ, em cũng ngu si á, ngu gì bò. Sao không nghe chóc vậy? Nghe chóc luôn á. Ý đồ á, giờ mới hiểu á. Con cũng 8 lần rồi.
cái đoạn này hay nè. Mà làm mắt nó đỏ ghê quá, đỏ như là mấy không ngủ mấy ngày không ngủ. Mọi người ơi, được xuất hiện rồi mọi người ơi. Trời ơi, nãy giờ nửa bài rồi mới được xuất hiện là mọi người. Hai mặt giống nhau á, mặt đó nè, xong mình nhớ nè, tới mặt mày nè. Đó, giống không? Từ ngoài tới trong clip vẫn bị ăn hiếp. Không bao giờ mà tôi được gọi là ăn hiếp nó hết trơn. Trời ơi, anh có cửa, anh có cửa. Anh nghĩ anh có cửa. Động à. Trời, mình đâu có sợ đâu mọi người. Dương giới. Cái cảnh này đẹp lắm luôn á, mà kiểu cắt chèn mấy cái cận vô á cho nên thấy hết đẹp rồi. Cũng đã cho lắm hả? À, lúc mà quay á là cái anh cameraman á, ảnh cầm vậy nè, đó. Đó, ảnh chạy vô chạy ra. Lúc mà tụi mình xem hết nguyên một sụt á thì nó đẹp lắm, nhưng mà ở đây thấy là mình đánh xong đi theo vậy luôn. Nó bị bớt đẹp rồi. Mình đánh xong đi theo vậy luôn. Ờ. Ông nói gì đẹp nữa. Ở đây là mình với lại ông Cường trong đây là hai con ma đang ở cái kia là dương giới, còn cái này là âm giới. Xong chạy kia âm giới cho ta hiểu ha. Giống kiểu tụi mình đang ở trong cái động, nhìn qua cái tivi thấy là mẹ này không có tập trung vô nhiệm vụ mà lên đây mê trai này kia, ghen tuông các kiểu. Cho nên là tụi mình quyết định là sẽ lên trần gian để mà gọi là sao ta, không não nhỏ này. Hai đứa mình đang ở trong một cái động, cái đó là một cái phòng, ta kêu bằng động phòng. Wait a minute. Em nghĩ là anh nên qua team Di làm biên kịch, đừng làm talent nữa. Anh suy diễn quá. Lên đây để dạy cho con này bài học mà rốt cuộc bị nó đánh ngược lại nè. Đánh bữa nó gãy tư rồi mũi luôn. Đánh thiệt á mọi người, có mấy pha đánh thiệt á. Năng lượng kiểu, gì kỳ. Kiểu nhân vật của Nhi thấy là cứ đánh nhau gì không ổn rồi cho nên ra trưởng vô để cho cái nhân vật của bà Di nhớ lại. Nhưng mà nó không làm cho mình cái điện á. Nè. Đây là cảnh mà Di nhớ lại là Di đã bị giết như thế nào nè. Cái lyric phải rủ về đó. Đây là thủ thuật mọi người. Nếu mà bạn nào xem Behind the Scene rồi sẽ biết thủ thuật rồi ha. Còn bạn nào chưa xem thì qua xem đi. Ở đây tôi không spoil phim đâu. Nó như thật á. Lại nữa. Lại nữa. Eo, tao làm được hay vậy? ăn dán á. Đang bệnh hả? Đang bệnh đó. Chuyên gia luôn. Kêu bằng di liếm á mọi người. Di liếm liều. Mọi người, đoạn này mà Di bắt tát ông Long thiệt á mọi người, nghe một cái bóc luôn á. Đâu? Không, cái này là chèn thôi, nhưng mà hôm bữa đi quay á, trong clip Behind the Scene nghe một cái bập thiệt á. Ừ. Đây nè, bây giờ là nhiệm vụ của Nhi với Cường đi lên đây là để thông não với Di nè. À, với là gạo ổn mì á mọi người. Ăn đâu có chục lần á cũng có nhúm đâu. Lại liếm. Di liếu liều. Nhi bảo Long là hung thủ giết Di. Anh tin được không? Wow. Tại vì nói thì nói chứ mặc dù là người đóng chứ mình cũng chả biết nó như thế nào nữa. Tại vì lúc nào cuối kịch bản của Di cũng có 3 chấm, mà trong đây lại không có tuy nhiên. Em nghĩ cái tuy nhiên trong clip này phải gọi là tuy nhiên, đây là một tình huống sau đó mà mình cũng không biết giải thích như thế nào. Các bạn phải đợi phần 2 nhé. Tại vì đây là mấy bạn có thể coi là Duyên Ma 1 thì chắc chắn sẽ có phần 2. Đúng rồi. Mà em không tin luôn á. Em không tin là Long là người giết Di luôn á. Tại vì... Nhưng mà trùng hợp là cái vết sẹo trên tay Long với lại khớp lúc mà Di bị đâm á là Di có cào vô tay của hung thủ. Hung thủ có đeo một cái cộng dây chuyền với viên đá, cho nên lúc nãy là Nhi có bảo là nên nhớ ngươi tới tìm viên đá và cả tên sát thủ chứ không phải là si tình. Thì sẽ suy ra hai trường hợp. Một, Long là người giết Di thật. Hai, là Nhi nói vậy để Di tránh xa Long ra. Em suy ra được hai trường hợp sau khi em xem cái bài này. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê, sao clip này em nghĩ cái người mà xin qua team Di là biên kịch là em chứ không phải là anh.
Ok, đó là ý kiến của mình. Ông Cường thì không có ý kiến nào. Còn ý kiến của các bạn như thế nào nhớ để lại phần comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Ý Nhi TV sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Và đừng quên cày view cho Duyên Ma 1 nha. Bye bye.